Cô Long xin chào cô chú. Hôm nay là ngày ngày 4 tháng 1 2019. Thì hôm nay tôi cũng xin giới thiệu cô chú một số giò kiều vuông. Đây là của Bảo Lộc cho cô chú. Kiều vuông Bảo Lộc có hương rất là thơm và cây bên con đều đang nụ để chơi Tết. Có nhiều giá tiền khác nhau từ 3 triệu đến loại 3 triệu với loại 350 nha cô chú. Và đây cũng xin giới thiệu một số hình cây của nó. Đây là giò mã số 1 của chú, giá của nó là 3 triệu. Giờ đang có 1 nè, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Khoảng 30 vòi hoa tất cả nha chú. Khoảng 30 hoặc là hơn 30 vòi hoa. Và đây là giò mã số 1, cộng rất là mập luôn. Đây này có giá tiền là 3 triệu của chú. Mã số 1 rất là nhiều thân. Có giá tiền là 3 triệu. Mã số 1. Theo chú, một giò như vậy thì có rất là nhiều thân, thân rất là mập. Và đây là kiều vuông của Bảo Lộc nha cô chú, hàng rừng. Hoa rất là thơm. Cây bên con đa số đều đang nhú vòi hết rồi. À, cây rất là đẹp. Mã số 1, 3 triệu. Mã số 2 của chú, cũng rất là nhiều vòi hoa. 1 nè, 2 nè, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đang sừng mắt rất là nhiều luôn. 9 nè. Một bên được chín rồi đó. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Giờ này là khoảng cỡ 20 mấy nụ hoa lớn nhỏ nha cô chú. Hai mấy nụ. Một giò về rất là nhiều thân. Ở đây là giò mã số 2. Giá của nó là 3 triệu. Kiều vuông Bảo Lộc mã số 2. Giá là 3 triệu nha cô chú. Mấy cây này là con ghép quanh cục giớn luôn. Hôm này gửi đi tiền cước cũng có hơi cao tí. Giờ mã số 2, giá tiền là 3 triệu. Đây giờ mã số 3 cô chú, giá cũng là 3 triệu luôn. Giờ này thì có khoảng 20 mấy vò hoa nữa nha cô chú. Vò hoa đều đã nhú rồi hết rồi. Nó ra tự nhiên nha cô chú. Thì còn chỉ kích có mấy cây thôi. Đây là giờ mã số 3. Giá là 3 triệu. Nó rất là nhiều thân. Chơi Tết là vi vu luôn nha cô chú. Một giò vậy thì Tết nó nở ra rất là hoành tráng luôn, rất là đẹp. Kiều vuông hàng rừng Bảo Lộc giò mã số 3 này có giá tiền là 3 triệu. Và tới đây tôi xin giới thiệu một số giò nhỏ hơn có giá là 350.000. Đây là mã số 4 nha cô chú, có giá là 350. Giò này thì đang có 1 nè, đây là 2, đang có 2 vòi hoa và một số thân cát thì nó đang sưng mắt. Giờ mã số 4, 350, 2 vòi. Đây là mã số 4. 350, đang có 2 vòi hoa. Đây là hàng của Bảo Lộc nha cô chú. 350.000. Mã số 4. Đây là mã số 5 cô chú. Trên này thì đang nhú 5 vòi hoa và có một số thân khác đang sưng mắt, đang nhú 5 vòi nha cô chú. Đây là mã số 5, có giá là 350 luôn. Kiều vuông Bảo Lộc mọc hoa rất là đẹp cô chú, có hương thơm, thơm rất là dịu. Đây là cánh trắng lưỡi vàng nha cô chú. Mã số 5, 350, 5 vòi. Áo giờ này mới có một vòi thôi, nhưng mà mấy cái mắt khác của chú nhìn nè. Đó. Mới ra nhú một vòi thôi nhưng mà mấy cái mắt khác nó đang nhú ra hết rồi. Cái này con đã có khoan rồi nha cô chú. Đã kích kia rồi và mỗi thân chỉ khoan có một mũi thôi. Đây mới có một vòi hoa thôi. Nhưng mà mấy cái mắt khác còn đang sưng rất là nhiều. Và đây là mã số 6. Giá tiền là 350 của chú.
cọng này nó dài được khoảng từ 15 đến 20 xăng. Cây rất là đẹp, cây vuông của Bảo Lộc 350.000 một giò đồng giá. Số 7 này nó đang nhú ba vòi và một số cái mắt khác nó đang sưng nha cô chú. Rồi đây sưng mắt. Đã nhú ba vòi rồi. Nó nhú vòi cứ như đây nè cô chú. Đây là hàng Tết không á. Và giờ mã số 7. Giá tiền là 350.000. Đây là kiều vuông của Bảo Lộc nha cô chú. Mã số 7 350. Rễ nó cũng ra rất là tốt rồi. 350.000 mã số 7. Đây là mã số 8. Đang có 1, 2, 3, 4, 5, 6 vò hoa. 6 vò hoa mà nó còn sưng mắt nữa nha cô chú. 6 vò hoa và các thân khác đang sưng mắt nè. Zoom không được. Giờ mã số 8 350 đồng giá. 6 vò hoa và các thân khác đang sưng mắt. Mã số 8. Đây là mã số số 9 của chú. Đang có 1 2 3 vòi và mấy cái mắt khác đang sưng nè. 3 vò hoa và đang sưng mắt. 4 vòi luôn của chú, đây có một vòi nữa nè. Đang nhú 4 vò hoa. Đây giờ mã số 9. Giá của nó là 350 chú đồng giá. Kiều vuông Bảo Lộc mã số 9. Khi con gửi hàng đi thì bên con sẽ làm tiền cước. Thùng đi thì thùng nào mà nặng quá hay là sau đó thì con sẽ điện thoại báo cho các cô chú. Thì bên con đang làm cước trên máy tính nên là con có thể giảm xuống 1-2 phân để cho cái tiền hàng của mình nó rẻ lại cũng được cho cô chú. Có thể ăn gian mua điện được chút. Bây giờ mã số 9 này có giá tiền là 350.000. Còn mã số 10 này đang có 1, 2, 3, 4 4 vòi hoa. Mấy cái khác đang sưng mắt này. 4 vòi. Bây giờ mã số 10 này có giá tiền là 350 thôi. Rất là nhiều thân nha cô chú. Thì cây nó khoảng từ 10 xăng tới 20 xăng, 15 tới 20. Cây rất là mập, rất là khỏe. Giờ mã số 10 350.000. Rễ đã bám rất là tốt với nhau chú. Con đã trồng ở vườn được 5 tháng rồi. Giờ mã số 10 350.000. Tiếp theo là mã số 11. 1, 2, 3, 4, 5. 5 vào hoa. Này đang sưng mắt nè. 5 vào hoa và mấy thân khác đang sưng mắt nha cô chú. Và giá của giò mã số 11 thì là 350.000 đồng giá. Đây là mã số 11. Cây rất là đẹp nha cô chú. Tiếp theo là mã số 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vòi. Trời, đang có 8 vào hoa cô chú. 9, 10 vòi luôn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 vừa hoa cô chú. Đang có 11 vừa hoa. Đây là giờ mã số 12. Hoa chi chích luôn. 11 vừa hoa. Này còn không kích nha cô chú. Giờ này thì không có kích. 11 vừa hoa. Giá của tiền của nó là 350.000 đồng giá. Giờ mã số 12. 350.000. Số 13. Đây này sưng mắt nè. Và giờ đang có 1 2 3 4 5 2 4 5. 5 vòi. Ở thân kéo thì đang sưng mắt thôi. Giờ mã số 13 này có 5 vòi hoa. Đồng giá là 350 một giò.
5 vò hoa, đây là vò mã số 13. Vò mã số 14, ngôi chú có 2, 3, 4, 5, 5, 6. Giờ đang có 6 vò hoa, rất là nhiều thân. Vò mã số 14 có giá tiền là 350, 6 vò hoa 350.000 vò mã số 14. Số 15, mã số cuối cùng đang có 1, 2, 3, 4 4 vòi 350.000. Giờ mã số cuối cùng, mã số 15 0908 846 804. Địa chỉ quận Lao có phường 4, Tuyến Chánh, thành phố Tân An, Long An. Vào Lao Môn xin chào cô chú. Cái này còn 2-3 ngày nữa nở rồi.